mở một tình huống biểu đồ rất tốt, và đó là một tình huống ung tổ đầu tiên của trận đấu này. Và người ghi tên mình sau pha ung tổ vừa rồi đó là Chris Dieger. Chris Dieger đột phá vào trong, có điểm dành cho Chris Dieger. Như vậy là cả 4 điểm của đội bóng Đà Nẵng Dragons tính tới thời điểm hiện tại đều thực. Ở trận đấu này, những phút vừa qua thì Henry Nguyễn đã phải di chuyển vào sâu trong khu vực ở dưới bảng rổ của Đà Nẵng Dragons là 14-10. Khoảng cách là 4 điểm nghiêng về cho đội chủ nhà City Wings. Một lần nữa chúng ta thấy sự lợi hại của... Một lần nữa đợt tấn công của City Wings không mang lại quả, và hai điểm nữa cho Chris Dieger. Chris Dieger, đúng như những gì tôi và anh Đức đã nói, chính xác là như vậy, vẫn đang là những tình huống thi đấu rất độc lập nghỉ thì khả năng tấn công của cao thủ Thăng Long Warriors vẫn còn rất nhiều. Và bây giờ là Chris Dieger có câu trả lời của tiếng úp rổ rất đẹp mắt của mình. Dieger kỹ thuật rất tốt, rất khéo léo. Chris Quinton là người đeo bám Chris, và lại thêm một pha bắn rổ chính xác. Tiếp bóng, Chris Dieger tiếp tục là 3 điểm. Có 3 điểm nữa cho Chris Dieger. Điều của chúng nó là trận chiến thích. Bóng được trả về cho cầu thủ số 10. Chris Dieger khá khỏe. Một tình huống tỷ lệ hay đến từ Chris Dieger. Và đột phá và úp rổ rất đẹp mắt của Chris. Chris Dieger vẫn đang là Chris, rất mạnh mẽ. 2 điểm nữa cho Đà Nẵng. Bóng Đà Nẵng Dragons có thực hiện được trận chiến thuật cuối cùng này hay không? Và đó là một tình huống ghi 3 điểm thành công.